bác và anh em nhé. Này đánh kèo cút cho bác và anh em cùng theo dõi nhé. Đấy mình cùng gió quá. Đấy mình cùng nhé. Bác và anh em chờ đợi xem hiệu quả nhé. Anh em thấy rất đơn giản, sau đánh xa xa tí ông hai cung này nó rút dài quá là mắc rồi như này nhá bác, xem rút kinh nghiệm nhá. Mình nay mình hơi ấy, hơi chủ quan, đánh dây nó dài quá nó rút nó mắc vào nhau này đấy. Này gỡ cũng hơi vất. Bác và anh em thấy hay chia sẻ nhá, cho mình nhá, cho mình một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ, xem những cái video sau đánh chim cút hoặc chẳng người chọc bình bịt nhé. Rồi chào các bác và anh em nhé, cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video ngắn này, xin kết thúc video.